Xin chào mừng quý vị bạn quay trở lại với kênh Bá Hùng Audio. Clip lần này xin gửi tới quý vị bạn một bộ đôi sản phẩm đến từ thương hiệu BMW và Marang của Nhật Bản, BMW của Anh Quốc. Cấu hình này thì gồm có một cặp loa BMW 702 Series 2. Em xin lỗi là 703 Series 2. Đây là cái mẫu loa mới nhất trong dòng 703. Đó, trước đó thì có 703 Series 1 và bây giờ là 703 Series 2. Cặp loa này thì hội tụ các cái driver đến từ Series 800. Trong đó thì điển hình là có màng loa mid là Continuum đã nâng cấp hoàn toàn so với lại các model trước đây. Và cái hiệu suất âm thanh cũng cải thiện đáng kể. Chất lượng được nâng cao lên một tầm mới so với 703 Series 1. Cặp loa này thì được làm thùng gỗ lạ rất là đẹp, vuông vắn và có thể nói rằng phong cách rất là hiện đại. Hiện tại em ghép với lại chiếc âm ly Network Player PM7000. Đây là một chiếc âm ly tích hợp phono, tích hợp mạch giải mã chất lượng cao và chất âm rất là ngọt ngào. Khi kết hợp với BMW thì cho chất âm ngọt ngào và rất là mềm mại. Và cả combo này thì chọn bộ là 133.850.000 đồng thưa quý vị bạn. Trong đó sẽ có loa BMW 703 Series 2, âm ly Marang PM7000 và loa. Đó. Chúng ta sẽ cùng xem gần hơn một chút nhé. Và trước khi tiến lại gần thì em công bố luôn món quà tặng dành cho quý vị bạn. Đó chính là một bộ dây Blue Heaven. Bộ dây này thì gồm có một dây loa trị giá là 21.470.000 đồng và một dây tín hiệu có giá là 10.980.000 đồng và một sợi dây nguồn có giá là 9.280.000 đồng. Tổng bộ này là 41.730.000 đồng. Em sẽ tặng kèm nếu như em mua trọn bộ loa và âm ly tại Bá Hùng Audio. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Tổng bộ này là 41.730.000 đồng. Em sẽ tặng kèm khuyến mại cho quý vị bạn mua loa và âm ly Marang PM7000 loa BMW 703 Series 2 có mức giá là 133.850.000 đồng. Em tặng luôn một bộ dây 41.730.000 đồng. Quý vị bạn thấy sao ạ? Đó, thật tuyệt vời đúng không ạ? Bây giờ thì xin mời quý vị bạn cùng thưởng thức âm thanh của bộ phối ghép này nhé. Một lần nữa em xin nhắc lại mức giá của bộ loa này là 133.850.000 đồng, bao gồm một cặp loa BMW 703 Series 2 đó, mà nó đang đặt ở hai bên đây, kèm thêm một chiếc âm ly Marang PM7000 đang đặt ở trên bàn trên kệ kia. Và em sẽ tặng một bộ dây Blue Heaven có mức giá là 41.730.000 đồng. Bây giờ thì xin mời quý vị bạn chúng ta cùng nhau thưởng thức âm thanh của phối ghép này. Dòng đời không có mùa xuân.
bạn nào có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp với em Bà Hồng theo số điện thoại 0978 263 263. Và bên em thì có ship toàn quốc COD nên quý vị các bạn hoàn toàn yên tâm khi mua hàng tại Bà Hồng Audio. Và những sản phẩm này là sản phẩm mới bảo hành trên toàn quốc thưa quý vị các bạn. Loa bảo hành 5 năm và âm ly bảo hành 2 năm ạ. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.